Với xin chào mọi người, ngày hôm nay Thuận sẽ chia sẻ cho mọi người bốn chủ đề chính. Chủ đề đầu tiên là cách lắp đặt, cách sử dụng của những bộ mixer, ví dụ như là F4 và G4 ở đây. Chủ đề thứ hai là làm sao để chúng ta chỉnh được cái bộ mixer này với loa và âm ly một cách hay nhất. Và thứ ba là cách để chúng ta livestream bằng bộ mixer này, và quan trọng nhất là một cái loa kéo không như thế này, chúng ta không có mixer thì làm sao chúng ta có thể livestream như này được và không bị tạp âm bên ngoài. Chủ đề thứ tư là cực kỳ quan trọng, người mình đã phát hiện ra hai bí mật. Thứ nhất là làm sao để bộ này hát hay nhất đó, mình phát hiện ra nó cực kỳ mới phát hiện luôn, rất là độc lạ luôn mọi người. Còn thứ hai đó là đây là một cái thiết bị phá loa và âm ly cực kỳ nhanh đó, nếu chúng ta không biết được bí mật này. Rồi bắt đầu, ví dụ mọi người mới nhận được cái sản phẩm mixer F4 và G4 từ cửa hàng của loa mình giao đến cho mọi người, thì mọi người sẽ lắp đặt cách như sau. Nếu mọi người ở xa nha, còn nếu mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh thì cửa hàng mình sẽ lắp đặt tận nơi cho mọi người rồi. Rồi, với mixer G4 thì chúng ta có thể cấp nguồn bằng cái cốc sạc điện thoại, thì cốc sạc điện thoại USB nè, chúng ta cắm vào điện 220 vẫn được, hoặc chúng ta có thể cắm bằng cục sạc dự phòng mọi người. Thường là mình thấy cục sạc dự phòng nó có thể cắm nguồn vào được đó, nhưng mà loa thì không phải loa nào cũng cắm nguồn được mọi người nhé. Có những cái loa kéo chúng ta có thể cấp nguồn được, nhưng mà một số loa kéo cái điện nguồn ra nó không đủ điện áp thì nó không cấp nguồn được. Ví dụ cục sạc dự phòng này được nè. Đấy, mình nhấn cái nó qua chế độ Bluetooth. Đấy, qua chế độ Bluetooth mọi người nha. Rồi, còn cái bộ này thì nó xài điện trực tiếp 220V luôn mọi người nè. Điện trực tiếp 220V. Đấy, rồi chúng ta có thể cắm vào đây. Ở đây nó có một cái ngàm này mọi người, chúng ta cắm vào cái xong chúng ta vặn này lại, chúng ta bật nguồn lên. Đấy. Bộ mixer G4 thì chúng ta phải nhấn đây cái nó qua chế độ Bluetooth. Còn bộ mixer F4 thì chúng ta chỉ cần bật lên là chế độ Bluetooth rồi mọi người nhé. Chế độ Bluetooth thì chúng ta có thể vào cái phần điện thoại, Bluetooth điện thoại. Đây, chúng ta vào phần cài đặt của điện thoại nè, Bluetooth điện thoại chúng ta sẽ tìm. Ví dụ như bộ G4 tên của nó là BT36 nè. Đấy, BT36, còn bộ này là BT201 Audio. Khi chúng ta kết nối với bộ này thì chúng ta mở nhạc điện thoại thì bộ này nó sẽ phát ra loa mọi người nhé. Rồi, cái cách kết nối giữa bộ mixer và cái loa hoặc là âm ly nhé. Chúng ta để ý nè, thường đây là cổng ra mọi người nè. Chúng ta có thể truyền âm thanh ra bằng những cổng sau. Đây, cổng main out mọi người nè, mình sẽ cắm ở đây. Một cái dây, chúng ta sẽ kiếm một cái dây nha. Khi mà mọi người gọi cho mình thì mình sẽ tư vấn cho mọi người là xài dây gì rồi. Cắm ở đây. Đó, một cái cắm ở đây. Rồi, này là xuất âm thanh ra từ cái mixer này, lấy âm thanh này ra cái dây này mọi người nha. Còn ví dụ như đây là chiếc loa kéo nè. Chiếc loa kéo hoặc âm ly thì chúng ta sẽ tìm cho mình, mọi người lưu ý tìm cho mình là cổng Audio Input hoặc là AUX hoặc là Audio In. Nếu mọi người thấy cái cổng Audio Input này là cổng trắng đỏ luôn thì chúng ta sử dụng một dây là 4 đầu, hai bên trắng đỏ thì chúng ta sẽ cắm ở đây. Đây gọi là cổng AV hoặc là cổng bông sen mọi người nhé. Rồi. Còn ví dụ như là loa chúng ta không có cổng trắng đỏ đó, mà loa chúng ta là những dòng loa nghe nhạc, thì mình thấy những dòng loa nghe nhạc của Mỹ, Nhật đó thì họ hay xài cái cổng này, AUX này đó, thì cái này chúng ta sẽ cắm vào cổng của mixer, còn bộ này chúng ta sẽ cắm vào cổng loa mọi người nhé. Rồi đó, còn cách sau chúng ta có thể kết nối được là hai loa luôn mọi người nè. Đây, ở đây mọi người để ý, đây là cái cổng jack 6.5 nè. Mọi người thấy những người nghệ sĩ chơi đàn thì người ta sẽ cắm ở đây cổng 6.5 nè. Chúng ta sẽ mua cái dây như thế này, hai đầu 6.5, một đầu chúng ta sẽ cắm ở đây. Đó, chúng ta cắm vào cổng mic có dây của cái loa này. Đó, hoặc cái âm ly đều được. Rồi còn cái cổng còn lại, cho bạn quay phim đi qua lại đuối luôn. Đó, cổng còn lại thì chúng ta sẽ cắm một đầu vào đây. Cắm đầu vào đây. Còn một đầu còn lại chúng ta sẽ đánh ra một cái loa khác, nghĩa là chúng ta sử dụng được một lần hai loa hai bên mọi người nha. Kênh trái kênh phải là hai loa hai bên luôn nha. Rồi, đó là cách kết nối nha mọi người. Đó, và chúng ta lưu ý nha. Ví dụ như đây là chiếc loa kéo đi, mọi người bình thường chúng ta cắm rồi, chúng ta thấy có cái nguồn tín hiệu ra từ mixer ra rồi, nhưng mà cái loa chúng ta mở hoài chúng ta hết âm lượng luôn, nó cũng không ra. Lý do vì sao? Tại vì mọi người để ý đây nè, loa nó sẽ có những chế độ là Bluetooth hoặc chế độ cắm dây. Nếu đây là mọi người thấy chữ AUX hoặc là LINE thì nó sẽ cho tín hiệu từ cái mixer vào đây. Còn nếu ở đây mọi người nhìn nó chế độ Bluetooth thì nó sẽ không cho tín hiệu vào đây mọi người nhé. Đó là cách kết nối giữa bộ mixer và loa hoặc âm ly nhé. Còn đằng sau âm ly cũng vậy, nó có cửa AUX in, AUX hoặc là audio input đó, thì chúng ta sẽ cắm vào mọi người nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ mixer này nó có những cái gì. Đây,
insert này mình không biết luôn, bữa giờ mình không có vào được. Còn cái đây là cổng cắm mic có dây mọi người nè, cổng cắm mic có dây nè đó, hoặc là cổng cái này cho những cái mic 48V nó cũng cắm vào cổng này luôn mọi người. Còn nếu chúng ta cổng line nè, để chúng ta có thể cắm mic có dây ở đây đấy, chúng ta có thể cắm mic có dây vào nha đó. Hoặc chúng ta những cái bộ micro không dây đa năng đó mọi người, những bộ micro không dây đa năng như thế này thì nó sẽ có cái đầu thu như thế này, đầu thu này chúng ta sẽ cắm vào đây. Rồi cái bộ micro không dây này, ví dụ như bộ này nó có 2 mic thì chúng ta hát vào mic này thì nó sẽ truyền vào cái bộ này nó sẽ truyền vào cái cổng này và nó sẽ đi vào loa mọi người nhé. Rồi ví dụ như chúng ta cắm ở đây thì nó chúng ta sẽ chỉnh ở cái hàng thứ nhất. Chúng ta cắm ở đây thì chúng ta sẽ chỉnh ở hàng thứ hai. Chúng ta cắm vào đây. Nó ví dụ như tivi, chúng ta cũng thể truyền âm thanh từ tivi xuống đây, xuống cái mixer này qua hai cổng này mọi người nhé. Đó, đây là cổng nhận âm thanh nè, đây cổng ra âm thanh nè. Hoặc chúng ta cắm nhạc cụ vào đây cũng được. Hoặc là nhạc đó mọi người, kết nối Bluetooth vào cái mixer này thì chúng ta sẽ chỉnh bass treble, chỉnh âm nhạc của cái vô á mọi người, nghĩa là Bluetooth chúng ta vẫn chỉnh ở đây mọi người nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, chia sẻ cho mọi người là các nút này là cái gì. Ok, những cái nút gạt lên gạt xuống mọi người nè, đây là những nút gạt lên gạt xuống, đây là âm lượng. Ví dụ chúng ta để xuống hết nghĩa là âm lượng bằng không, chúng ta đẩy lên trên là âm lượng càng ngày càng tăng mọi người nha. Đó, rồi tới mọi người sẽ nhìn thấy cái nút nè, band nè mọi người. Band này là chúng ta, mọi người thấy L5 nghĩa là L là left là bên trái, chúng ta đưa qua bên đây nghĩa là qua hai kênh cái loa trái phải thì chúng ta đưa qua đây thì nó sẽ qua cái loa bên trái mạnh hơn. Đó, chúng ta đưa qua right nghĩa là đưa qua cái loa bên phải mạnh hơn. Nhưng mà chúng ta muốn hai loa cân bằng thì chúng ta để ở giữa. Đó, thì hầu như mình để cái này ở giữa không. Nhưng mà mình nếu mà xài một loa thì nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Rồi cái nút gain này, gain gọi là nút khuếch đại âm thanh mọi người nè, khuếch đại bass trung chép lên. Ví dụ nó cũng giống âm lượng đó, nếu chúng ta vặn qua phải thì nó sẽ khuếch đại mạnh lên. À, chúng ta đưa vào đây thì nó sẽ chìm tiếng, đưa vào đây thì nó khuếch đại cái tiếng bass trung chép nó mạnh lên. Rồi cái nút 2 mọi người nè, hai là nút chép đó. Bình thường chúng ta nghe chép nhưng mà đây hai là chép nha. Mid là tiếng trung đó, low là tiếng trầm. Ok, out nghĩa là cái nguồn vô này, mà ở đây thì hầu như mình không có xài cái nguồn đỏ này. Nếu chúng ta chỉnh cái nguồn đỏ này mọi người thì chúng ta sẽ cắm ở đây nè, cắm cái nguồn ra đây thì chúng ta mới chỉnh nguồn đỏ. Hầu như cái mixer này thì mình không có xài nguồn đỏ. Rồi cái đây là nút effect mọi người nè, EFS mọi người thấy để nè. Effect nghĩa là khi chúng ta tăng cái này á thì mọi người để ý đây là delay red, echo và delay mọi người nè. Đây là repeat, là lặp lại cũng giống như echo trong cái loa kéo thôi đó. Ví dụ như hai nút này chúng ta cân chỉnh, nghĩa là hai nút này có độ tương đối với nhau. Nhưng mà ví dụ như chúng ta tăng đều thì tăng ở đây một cái thì hai nút này nó sẽ tăng đều luôn mọi người nè. Đó, và nút này tăng một cái là nó sẽ tăng đều cả ba nút này luôn, nút effect sen mà nè. Đó, rồi đây là những nút mọi người nha. Rồi còn cái này là cái hàng của nhạc nè. Nếu chúng ta bình thường là nhạc chúng ta để không á thì nhạc vô làm sao thì nó sẽ ra như vậy, nhưng mà nếu chúng ta tăng lên chút thì nhạc nó có hiệu ứng, nó mưng min ma một chút đó. Mình thấy nếu mà mọi người lên một chút xíu để cho nó có thêm hiệu ứng min ma một chút, nó màu cái bài hát một chút thì nghe nó cũng lạ theo một cái gu thưởng thức nhạc mới ha. Rồi đó là cách, đó là các nút mà mình chia sẻ về cái ý nghĩa của những nút này mọi người nha. Và bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm sao để chúng ta chỉnh được cái bộ này. Ok, mình sẽ thử cho mọi người luôn nhé, thử cho mọi người luôn. Để một bài hát hay á thì có nhiều cách chỉnh lắm. Mình gặp rất nhiều cô chú thì mỗi người sẽ có một cái gu hát karaoke khác nhau đó, chứ không ai giống ai hết. Có người á thì thích nhạc đều với lại nhạc đều với mic, nhưng mà có người thì thích tiếng mic của mình á, tiếng giọng hát của mình nó phải bay ra khỏi dàn nhạc để làm sao cho cái giọng hát mình nó được tôn lên đó. Nhưng mà nhiều cô chú nói chung là cái giọng hát con không được vượt trội lắm thì thích tiếng nhạc nó phải hay, nó đánh mạnh thì mình chỉ theo tiếng nhạc nhỏ hơn tiếng nhạc chút. Thì đó là ba cái kiểu chỉnh khác nhau mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái tiếng nhạc cho mọi người hiểu được đó. Bass trung chép mình sẽ chỉnh cho mọi người nghe thử nha. Mình sẽ test thử mọi người bài Em May một đoạn ngắn để mình chỉnh cho mọi người xem. Rồi mọi người để ý nha, mọi người lưu ý là khi chúng ta xuất âm thanh từ cái bộ mixer vào đây á thì sẽ có ba nút này nó có thể hoạt động được mọi người nhé. Có ba nút này hoạt động nè, volume nghĩa là nó cũng hoạt động, tiếng chép này khi chúng ta nâng chép ở đây thì tất cả
các nguồn vào của cái mixer nó cũng là tăng đều cái tiếng chép luôn nhé. Này tăng bass, nghĩa là ba nút này vẫn hoạt động chứ không phải là bỏ đi nha. Rồi, tại vì đây là nguồn vào, giống như là mixer bây giờ giống như là một cái điện thoại thôi. Chúng ta truyền âm thanh vào đây thì nó đã trộn và nó đã đưa vào đây thôi. Rồi mình sẽ thử cho mọi người nghe một bài ngắn. Mình sẽ hai thể loại nha. Ok. Rồi, nghe thử nha. Em mày. Mọi người nghe tiếng chép nè. Tiếng chép nè. Cái tiếng cao của bài hát. Đó. Tiếng chép nè, nó chìm cái tiếng chép, tiếng sèn sèn á. Đó, còn cái này là tiếng hát nè. Cái tiếng hát của ca sĩ nè. Đó. Cái này tiếng bass nè. Rồi, cái này là âm lượng nhạc. Cái này là âm lượng tổng cả mix cả nhạc luôn. Đó, đây là khi chúng ta chỉnh nhạc mọi người nhé. Chỉnh nhạc là bass chung chép là làm sao để cho nó hòa quyện. Cái bass nè mọi người, chúng ta nên lưu ý là những cái loa á, nó luôn luôn có cái giới hạn chịu đựng của nó. Nếu chúng ta mở bass nhiều quá thì nó sẽ bị xè tiếng. Nó sẽ có cái đuôi nó xè tiếng, nó bể ra thì chúng ta bớt bass lại xíu. Còn tiếng chung nghe cho nó vừa tai, nó tròn ấm cái giọng hát của chúng ta. Đó, còn tiếng chép á, nghe nó, nếu chúng ta nghe ít thì chúng nghe sèn sèn thì nó thích thiệt. Ví dụ người nghe là tiếng chép nè. Đó, tiếng chép á. Nhưng mà chúng ta nên để ở mức vừa phải mọi người nha. Tại vì cái loa nó có mức giới hạn của nó, để nhiều cháy chép. Ok. Rồi, còn đây là tiếng mic nè mọi người. Bây giờ mình sẽ thử cho mọi người cái mic nó như thế nào nha. Đây có hai cái mic ở đây. Mic này mọi người nè, mic này mic giá cao hơn KSM8, là cái giá cao hơn bộ mic này CF. Đó, nhưng mà mic này nó hát dễ hơn, nó xài cho gọi là dễ xài hơn. Đó, mình sẽ thử cho mọi người xem nè. Cắm vào cổng line nha. Mic này rất dễ xài cho nhiều người, nhưng mà nếu mà chúng ta nghe nhiều thì chúng ta sẽ biết mic này nó hay hơn. Alo, thử nè. Alo, đây. Alo, 6, 7, 8. Alo, 1, 2, 3, 4. À, mình cắm nhiều quá, cái này nó hút nè. Alo, 6, 7. Mọi người để ý nè. Đó, mọi người có thấy cái gì mình vừa phát hiện không? Thường chúng ta cứ nghĩ là cái mixer phải càng nhiều line, càng nhiều cổng càng tốt. Nhưng mà mọi người mới phát hiện ra một điều gì không? Mình cắm càng nhiều cổng vào đây nè. Ví dụ mình cắm cái cổng này vô. Hồi nãy mình cắm cái cổng này nè. Cắm cổng này vô thì cái này nó nhỏ xíu luôn. Cái mic này vô nó nhỏ xíu luôn. Nhưng mà mình rút ra phát nghe nó bự liền. Alo, alo, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 6, 7. Lên 6, 7, 8. Đấy. Đó, chúng ta đừng có ham cái mixer nào mà nhiều cổng. Chúng ta cắm mà chúng ta xài không hết, nó cũng phí thôi. Ok, rồi. Có một điều mình phát hiện cái điều đặc biệt á, mà bí mật thì mình sẽ chia sẻ ngay tại đây luôn mọi người nhé. Cái mic này mọi người, mic này nó chỉ như vậy thôi. Mọi người để ý nè, để âm lượng phải, âm lượng master của nó là 75%, âm lượng micro của nó là 75%, thì nó mới nghe được tiếng như vậy. Đó, nhưng mà bây giờ mình sẽ thử cái cổng này. Cổng này mọi người nè. Đó, cổng này nha, chúng ta cắm vào đây, sẽ đưa vào. Đó, chia sẻ bí mật từ giữa video luôn mọi người nha. Đó, thử nè. Đây. Đó, mọi người thử cái mic này nha. Mic này bình thường là nặng hơn mic này nha. Nhưng mà nặng không có nghĩa là không hay nha. Nặng nhưng mà nghe tiếng nó sang. Đó, nhưng mà khi mình thử vô bằng cái cổng này, mic có dây mọi người nè, cắm vô bằng cổng này mọi người nghe thử nha. Này mới 20. Alo. Cao đó. Bớt cái gain này luôn nè. Rồi mọi người thử nè. Lượng. Alo. 6, 7, 8. Âm lượng nó có, âm lượng nó mới khoảng 30% thôi đó mọi người. Âm lượng nha. Tăng gain này xíu nè. Alo. 1, 2, 6, 7. Nhà bên đã đón dâu, rộn tiếng cười vui. Tôi làm thầy khách đến chúc phúc mà thôi.
Đó, nếu mà cái cổng này chúng ta vào nó sẽ mạnh hơn đó mọi người, nó hút mạnh hơn. Đó, ok, mình sẽ thử qua cho mọi người. Nãy nói cho chủ đề nào ta, cách chỉnh nha. Đó, cách chỉnh đây là mình nói cho mọi người hiểu, tùy vào cái giọng làm sao để chúng ta vặn từ trái qua phải. Đầu tiên á, chúng ta cứ đưa hết ở đây đi. Tại vì trong một cái giọng của chúng ta nó sẽ có âm trầm của giọng, âm trung của giọng, âm chép của giọng. Chúng ta tăng đều lên như thế này, chúng ta nghe được cái quãng giọng trầm chúng ta nghe ổn được, không quá dư, không quá thiếu là được. Ok, tiếng trung cũng vậy. Nếu chúng ta tăng cao quá thì cái giọng chúng ta sẽ chế giống phụ nữ là chanh chua quá, bớt lại thì nó sẽ hơi non. Đó, còn đây là tiếng chép. Nếu chúng ta để thấp, nghĩa là thấp quá thì nó sẽ tối, nhưng mà cao quá nó sẽ chua. Đó, đó là cái nguyên lý chỉnh của chúng ta nha. Đó, thì ở đây nó có chủ đề, video hôm nay mình nói đến 4 chủ đề lần nên mình không nói sâu về vấn đề này. Và chủ đề thứ 3 là để làm sao chúng ta live stream những bộ mixer này với điện thoại mọi người nha. Rồi, mình sẽ để bên đây rồi. Ok, nãy giờ là mình kết nối Bluetooth giữa điện thoại và mixer nha. Bây giờ mình sẽ thử chỉ cho mọi người cách để chúng ta live stream nhé. Khi chúng ta live stream thì chúng ta có những bộ phận như sau. Nếu mọi người để ý nè, nếu mixer G4 đúng không, chúng ta sẽ cắm, con sẽ có một cái dây như thế này. Đây gọi là dây chia tai nghe mọi người nè. Dây này gọi là dây chia tai nghe. Đó, dây chia tai nghe chúng ta sẽ cắm vào cổng phone này. Đó, khi chúng ta cắm vào cổng phone này chúng ta sẽ chỉnh âm lượng ở đây, nhỏ to ở đây ha. Chúng ta sẽ chia ra, một đầu chúng ta sẽ cắm cái tai nghe vào. Đó, một đầu chúng ta sẽ cắm cái dây này. Dây đây gọi là dây chế live stream. Thì ở đây nó sẽ có, mọi người để ý nè, 1, 2, 3 khất. Bình thường chúng ta, tại sao chúng ta không live stream được? Tại vì cái này 3 khất, cái này cũng 3 khất thì chúng ta đâu live stream được đâu. Nhưng mà cái này 3 khất cắm ở đây. Cái này 4 khất chúng ta cắm vào cái điện thoại của chúng ta. Chúng ta 4 khất chúng ta cắm vào điện thoại chúng ta đúng không? Đó, rồi. Đấy đúng không? Rồi, thì chúng ta, khi chúng ta bật quay video đây thì nó sẽ thu cái tiếng nào? Micro nó sẽ thu vào cái mixer, nó sẽ vào cái điện thoại. Hoặc là nhạc từ cái điện thoại này nó vào mixer này, nó sẽ vào điện thoại. Nên buổi tối chúng ta khỏi cần ra lo luôn, chúng ta vẫn hát live stream được mọi người nhé. Đó. Rồi còn những cái tiếng xe hoặc tiếng nào xa xa, những người nào nói xa xa thì nó sẽ không thu cái điện thoại này. Tiếng nó sẽ sạch hơn, hay hơn nha. Rồi, nhưng mà mình khuyến cáo mọi người, nếu mixer thì chúng ta mixer để sử dụng dành cho những cái loa chứ không phải sử dụng chuyên để live stream nhé. Nếu chúng ta muốn sử dụng live stream thì chúng ta nên sử dụng những cái bộ sao cạc có hiệu ứng reverb nữa. Đó, và nhiều hiệu ứng chúng ta sử dụng với những cái phần mềm auto tune sẽ ok hơn, nhưng mà mình thì không chuyên về cái mảng sao cạc đó. Mình chuyên về mixer này. Mixer sẽ hát vào loa ok, hát vào âm ly tốt, nhưng mà ra bộ sao cạc nó sẽ không có hay. Đó, mixer xin lỗi mọi người, nói nhiều quá bị liều. Mixer sẽ live stream nó sẽ không có hay bằng sao cạc nhé. Nhưng mà sao cạc nếu chúng ta hát ra loa này nó sẽ bị hú rất là nhiều. Đó, rồi. Đây là vấn đề live stream mọi người á. Còn hồi nãy mình có nói mọi người là làm sao để một chiếc loa kéo này không có mixer nhé, một chiếc loa kéo đơn thuần chúng ta có thể live stream vào một chiếc điện thoại nào đó mà nó mất đi tạp âm, để chúng ta có thể ghi lại những cái bài hát hay của chúng ta, hoặc là ghi lại những khoảnh khắc vui bên gia đình chúng ta. Rồi, đây gọi là một cái dây chế mọi người nè. Dây chế live stream này đó, nó sẽ có hai đầu như thế này. Đó, dây này. Rồi, cổng này chúng ta sẽ cắm vào cổng out mọi người nè. Chúng ta để ý nè, cổng nó sẽ ta sẽ cắm vào cổng out của loa kéo ha. Màu đỏ nè, cắm vào màu đỏ, màu đen cắm vào màu trắng. Rồi, cái đầu còn lại mọi người nó sẽ là cổng 4 khất như thế này. 1 2 3 4. 4 khất như thế này chúng ta sẽ cắm vào cái điện thoại của ta. Rồi. Khi đó thì chúng ta hát cái gì thì nó, những cái gì hát vô cái mic thì nó sẽ vào cái loa kéo, nó sẽ vào cái điện thoại. Đó, còn những người hoặc là tiếng xe bên ngoài thì nó sẽ không thu vào điện thoại mọi người nhé. Đó, đó là cách chúng ta live stream nha. Rồi còn cái thứ tư là hai bí mật đó mọi người, thì mình đã chia sẻ một bí mật hồi nãy rồi. Nghĩa là nếu chúng ta sử dụng cái mic này mọi người nè, sử dụng cái cổng cắm này vào thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đó, nó sẽ mạnh hơn, tiếng mic nó sẽ to hơn, sáng hơn và nó nội lực hơn rất nhiều mọi người nè. Mic này nha, cắm ở đây. Đó thì mình mới phát hiện chiều nay luôn mọi người. Và mình để ý nè, thì mình mới nhờ ông anh mình là nghiên cứu về chỗ này. Là cái này nó sẽ ra, mình chưa làm được nha, mình đang nghiên cứu thôi. Cái cổng này nó sẽ cắm vào đây và nó sẽ ra một cái đầu gọi là đầu cái. Đầu cái của những bộ này. Đầu cái của những bộ này, xong mình sẽ lấy cái bộ này mình cắm vào đây.
đó, mình cắm vào đây, sau đó là bộ này nó vào đây, tiếng nó sẽ tốt hơn, mạnh hơn, và những bộ micro không dây đa năng nha. Rồi, còn một lưu ý mọi người, thì đã có nhiều vài khách rồi đã phản ánh mình là xài mixer nó bị cháy chép đó. Tại vì bình thường á, cái nguồn nhạc của chúng ta mọi người, cái nguồn nhạc từ điện thoại chúng ta nó vào nó không được mạnh, nó không được tốt đó. Và ví dụ như mọi người tải trên Zin ấy, 128 megapixel à, còn bản VIP nó mới đến là 320 megapixel, thì mọi người thấy cái dung lượng nhiều hơn rất là nhiều đó. Nên là khi chúng ta mixer nó qua cái bộ xử lý, nó chỉ chuyên xử lý nhạc thôi, thì cái nguồn tín hiệu ở đây nó sẽ rất là mạnh và hay hơn rất là nhiều so với điện thoại không đó. Thì khi chúng ta đẩy chép lên mạnh quá, một số loa kéo thì người ta nhà sản xuất mà người ta đâu có ai mà làm một cái loa mà nó dư ra rất nhiều đâu, nó chỉ làm vừa đủ với cái giá tiền mà khách hàng phải bỏ ra thôi. Nên chúng ta đẩy quá mức nhiều quá thì nó sẽ dễ cháy chép đứt bát. Nên là sử dụng loa chúng ta nên mới mua về, mọi người, chúng ta nên để mixer ở thấp nhất, bắt đầu chúng ta đẩy dần dần lên để nó vừa cái tai chúng ta nghe hay hơn chút, mà đừng có đẩy mạnh quá, hồi nó sẽ nhanh hư. Mà lỡ có bác nào mà biết thay côn thì cứ cháy chép thay côn, cháy chép thay côn thôi. Ok rồi, còn hết rồi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi video. Nếu mọi người cảm thấy thích video hoặc là muốn test những dòng loa, có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng Gu Loa tại số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đó, bây giờ mình sẽ ca thử cho mọi người, nếu mọi người còn thời gian mình sẽ ca thử cho mọi người nghe một bài qua bộ mixer này nhé. Ok, cắm mic vào đây. Rồi, cắm mic vào đây. Mình ca thử cho mọi người nghe bài Nhớ Về Em. Nhớ về em, nhớ về em nha. Lượng lượng 6 7 8 9 10 dụng, 6 7 8 9 10 dụng, 6 7 8 9 10 dụng. Lượng lượng số 6 7 lên 6 7 8 9 10 dụng. 6 7 6 7 6 6 6 7. Có khách gọi, tí mình gọi lại nha. Mình trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mênh mùng, trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên em. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này, giờ sâu rơi miên man trong hơi khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên em. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy. Đã đi qua bao tháng ngày chìm khuất trong mưa. Nhớ về em, nhớ những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em, trong tim tôi nhớ mong trông chờ trở về chốn xa. Chắc lẽ suốt đời này ta vẫn cứ nhiều, nhớ nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.